Quỳnh Trang xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhật ký Đại Ốc, và hôm nay đến với series của vùng Aliena. Và hôm nay thì chắc có lẽ là hai chị em sẽ ngồi lại chứ không có đi, để giới thiệu quý vị từng cái phòng của cái khu vực Builder đặc biệt ngày hôm nay mà Quỳnh Trang cũng như là chị Kim Thanh muốn giới thiệu quý vị nữa. Bây giờ thì chắc có lẽ là cho phép Quỳnh Trang mời chị Kim Thanh gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Dạ, Kim Thanh xin kính chào quý vị và xin chào đón quý vị trở lại chương trình Nhật ký Địa Ốc. Giống như mà quý vị đã theo dõi chương trình Nhật ký Địa Ốc số trước thì với cái series lần này thì chị Kim Thoa cũng như là Quỳnh Trang sẽ giới thiệu đến quý vị những builder ở khu vực Aliena của vùng Richmond City. Mà nhắc đến Aliena thì phải nhắc đến là rất là nhiều builder đẹp quý vị. Lần trước là Berry Homes, thì lần này chính là builder nào vậy chị Kim Thoa? Dạ thưa quý vị, thì hôm nay hai chị em lại đi đến một cái kiểu nhà khác, một cái model home khác của Highland Home. Dạ, và thưa quý vị, khi mà nói về Highland Home thì Kim Thoa cũng muốn nói sơ sơ một chút xíu, và đó cũng là lý do tại sao hai chị em ngồi đây, để mà có một cái sự trầm lắng để mà có thể mình gọi là review lại những cái cảnh nhà cùng với quý vị. Vì Highland Home là một trong những cái builder mà mình không có gọi là quá kiểu mẫu sang trọng, mà xây theo kiểu new technology, contemporary, open. Highland Home vẫn giữ cái kiểu cách của một cái nhà mà mình gọi là tradition một chút. Nghĩa là khi những cái nhà tradition đó, các quý vị từng ngăn, từng phòng nó có một cái sự cách biệt rõ ràng. Và đây là những cái kiểu mà thường phần lớn những người bản xứ, những người đặc biệt Mỹ trắng và những người lớn tuổi thì đi thích cái kiểu này hơn là cái kiểu mà open, để cho mọi người có thể nhìn thấy nhau, hay là mình có những cái party vui nhộn. Thì cái đó là cái kiểu cách của contemporary, và những người trẻ tuổi giống như Quỳnh Trang thì thường thường thích theo kiểu contemporary. Tuy nhiên những cái cô chú lớn tuổi, đặc biệt những người mà da trắng, họ thích những cái kiểu mẫu tradition hơn, vì cái cách họ trình bày á, thưa quý vị, chân trong nhà cửa, thì họ muốn có nhiều khi đặc biệt cái phòng này là theo kiểu gì, cái phòng kia theo kiểu gì, và cái phòng nọ theo nước gì. Vì vậy nên á, là họ thích cái cách trang trí đó hơn. Còn cái kiểu contemporary của mình là mình phải là new, phải là modern hết trơn. Trong cái Aliena này, Quỳnh Trang giúp quý vị biết có hai cái elementary school luôn. Thì thường thường những cái khu mà có nhiều builder ở trong cái khu đó thì họ gọi là master community. Mình có rất có nhiều những cái dân cư ở đây. Vì vậy nên ở trong cái khu vực này thôi, mình có hai cái elementary school. Và cả hai cái elementary school này đều là những cái trường học rất là tốt. Còn về high school thì phân nửa của subdivision này, nếu quý vị nào là dân của Texas, người của Houston, Sugarland gần đây, thì quý vị sẽ biết trường High School Austin rất là nổi tiếng và rất nhiều quý vị muốn về cái trường học này. Thì nếu quý vị có nghĩ về cái trường học High School cho con, đây là cái khu mà nằm trong cái Austin High School. Thì số vừa rồi là chị Kim Thoa cũng đã trả lời cho quý vị là khu vực này là khu vực khá là an ninh, và nó thuộc dạng là luxury class. Và rất là bình yên. Quý vị cũng biết không, là bạn của Quỳnh Trang cũng một vài người bạn sống trong khu vực này đó chị Kim Thoa. Và hầu như là các bạn, có những bạn có gia đình rồi và có những bạn chưa có gia đình. Thì lý do mà các bạn chọn mua nhà ở đây thì các bạn cũng nói là thứ nhất cái khu trường học nó cũng quá tốt. Và các bạn muốn con cái của các bạn sau này có thể học được những cái tốt đó. Và Quỳnh Trang nghĩ là đó cũng là một cái mà không chỉ là các bạn của Quỳnh Trang, mà là rất là nhiều quý vị khách hàng cũng như là quý vị khán giả ngoài kia cũng đang tìm kiếm cho mình những cái khu vực mà có thứ nhất là an ninh, cái thứ hai nữa là có khu vực trường học tốt cho các con của mình, và tiếp sau nữa là có thể là gần khu vực của người Việt Nam mình nữa. Thưa quý vị, hiện cái series này thì Quỳnh Trang với Kim Thoa đang nằm ở trong một cái section không quá lớn nhất của Aliena. Lớn nhất của Aliena thì còn nhiều tiền hơn vậy nữa. Đây là một cái mình gọi là cái section chính giữa. Lúc nào cái master community á, nó có giá thấp, giá trung bình và cái giá cao nhất, thì mình đang nằm ở trong cái giá của chính giữa ở đây. Thì cái giá là khoảng 400 tới 500 là trong cái section của cái này. Thì cái nhà model này cũng là khoảng 400 mấy. Thì cho phép Quỳnh Trang chia sẻ thêm là nhắc đến Houston hoặc là nhắc đến những cái thành phố lân cận thì chắc có lẽ là Sugarland, Cady và bây giờ là Richmond City là ba cái thành phố mà cũng thuộc dạng là thu hút được nhiều quý vị
hơi gọi là high class một tí xíu. Thì quý vị nào mà nghĩ là mình có khả năng để có thể mua được những cái căn nhà đó, hoặc là quý vị muốn vào trong cái neighborhood đó good hơn để cho con cái của mình hoặc là cho chính bản thân mình, thì quý vị cứ nhớ nằm lòng là Sugarland, Richmond và bà Cady nữa nha quý vị nha. Và một lần nữa thì thưa quý vị, đây là nhà của Highland Home và nằm trong cái subdivision gọi là Aliana, và tụi em vẫn còn rất nhiều builder ở trong cái khu này mà cần sẽ giới thiệu đến quý vị. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục theo dõi những chương trình kế tiếp của tụi em. Và quý vị nào mà mới lần ngày hôm nay mà lần đầu tiên coi những cái đề ốc, thì quý vị hãy ráng lục lại để coi lại những cái series lần trước, những cái tập lần trước của những cái đề ốc. Tại vì Quỳnh Trang tin chắc rằng mỗi một cái tập sẽ mang đến cho quý vị những cái thông tin rất bổ ích cho tất cả quý vị. Và bây giờ thì chắc có lẽ là cho phép chị Kim Tha và Quỳnh Trang gửi lời chào đến tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái đề ốc ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.